học, nó con đẻ của Phật học. Khoa học khi mà nó cái việc mà nó sát một bên, nó thấy rồi nó mới biết, thì nó đã tới một bên. Mà ông Phật ổng cho biết là cái cuộc đại tam thế chiến này đó, nó phải nằm vào cái khoảng 2004 và 2005. Ở trên nó quánh lên một cái chát trên dây điện lửa, cái sáng ở trên, ở trời cái còn nẹt sáng trưng ở trên. Tôi vẫn cầm cái miếng thiếp rõ ràng, không có vượt tôi một chút xíu. Thì tôi cũng xin nói lên cái câu mà Đức Thầy nói là Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Tôi nói đây đó là tôi nói chính bản thân tôi, mà tôi nói ở đây tôi nói bằng cái sự thật rõ ràng hiện hữu, tôi còn sống, chứ không phải nói mà khoe khoang, nói mà lấy danh lấy vị, nói để muốn cho người ta khen, người ta trọng, người ta kính. Anh em kêu gọi tôi biết nhiêu nói, nhưng mà tôi đâu có làm. Biểu tôi anh phải lên trên YouTube nói rằng mà anh kiếm tiền. Nếu mình làm gì mình đâu có chấm, mình còn có tính cách lợi dụng tiền bạc, mình đâu có phải là người chánh. Bởi Đức Thầy có nói đó, người tu mà có tâm mà không có trí đó dễ bị lường gạt và dễ bị bọn tăng đồ nó lợi dụng. Cho thành ra là nếu mà mình tu mình có tính cách mà tìm cách này cách kia cách nọ để mình nói, để mình cho cộng đồng mạng mà cho tiền mình, là mình không phải là người tu thiệt, là mình giả tu. Bởi không dùng của thế mà thật, mà dùng của thế thì giả, nhưng mà dùng của thế thì dùng vừa phải thôi, đủ sống mà tu thôi. Chứ còn có tính cách, có cái tâm mà để lợi dụng, tìm cách này cái kia cái nọ mà nói, mà để lợi dụng đồng tiền chúng sanh đó, thì cái chuyện này là giả chứ không có thật. Mà chính bản thân của tôi đó, thì tôi nói cái mỗi chuyện mà Đức Thầy có nói là Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Mà tôi nói ở đây có hai bên gia giác chứng minh, nó lâu rồi, phải 4-5 năm nay rồi. Mà tôi nói bằng hiện thực nghe, chứ không có phải mà nói mà để khoe khoang. Nếu mà không có Phật độ đó, tôi chết hôm nay là 4 năm. Cái lằn điện cao thế ở bên đó là lộ xe chạy đó, là dỡ một cái nhà một mái của anh em đồng đạo, dỡ để mà sửa lại. Khi mà dỡ xong rồi đó, dỡ thiết xong rồi đó, cái nhà một mái bề dài khoảng chừng 7 thước 5, 8 thước, cái miếng thiết. Tôi mới kéo cái miếng thiết từ tấm, tôi kéo tôi đưa xuống mà số hình như 5 miếng, mà 4 miếng xuống an toàn. Còn một miếng sau nữa đó, là đưa xuống cho anh em ở dưới lấy đó, miếng sau nữa là tôi kéo không biết làm sao nói. Mà điện cao thế là trăng ở trên đầu đó luôn. Kéo cái miếng sau mà vô tình thôi, mình đâu có cố ý. Thì kéo miếng xếp đưa xuống dưới thì cái đầu dưới nó bật xuống, ở trên nó quánh lên một cái chát trên dây điện lửa, cái sáng ở trên, ở trời cái còn nẹt sáng trưng ở trên. Tôi vẫn cầm cái miếng thiếp rõ ràng, không có giật tôi một chút xíu. Bởi anh em nói tôi đó, ông này ông tu làm sao mà điện không giật. Tôi nói mấy ông đừng có nói như vậy, sao điện không giật. Cái đó là Phật độ tôi đó. Nếu mà Phật không độ tôi là tôi chết rồi đó. Bởi vì ông Phật cũng có nói là Phật từ bi độ tử độ sanh. Độ tử là độ chết, độ sanh là độ sống, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Hay là niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình mỗi khăn. Tôi nói ở đây bằng hiện thực, bằng rõ ràng. Lúc mà tôi tu tới bây giờ đó, tôi nói thật cho chị em, tôi rất là tôn trọng Phật Pháp, kính Thầy mến đạo. Bởi hôm nay tôi nói đây là tôi thấy cái số người ở trong đời mà chạy theo cái hỏng chánh pháp đó, tôi hết sức là đau lòng, hết sức là xót dạ. Mà nói những người không biết thì không nói, mà cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo ở đây nè, họ cũng vẫn chạy theo ào. Mà tôi khuyên lên, tôi kêu gọi, họ cự nữ với tôi, họ phản đối lại với tôi, họ nói tôi nói tầm bậy tầm bạ. Rồi cuối cùng lại tôi chứng minh ở trong giáo lý, chứng minh ở trong kinh điển của Phật, rồi họ từ từ họ làm thinh. Thì từ chỗ đó tôi hết sức là đau lòng. Tôi bây giờ cái sự đau lòng của tôi đó là bây giờ tôi kính Phật, tôi mến Phật, tôi trọng Phật, cho nên tôi mới tìm cách tôi biện minh chánh pháp để cho số người mà đi lạc cái chánh pháp để trở đi lạc qua tà pháp để trở lại cái chánh pháp. Nhưng mà
Thương thay ít có người nghe, họ còn quán ghét. Nhưng mà thôi, ông Phật ông nói còn không nghe, rồi mình chúng sanh nói làm sao nghe. Ông Phật cũng còn than thở mà. Ông nói đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới được ấu thô của 10 người. Chính là ông Phật á, mà ông còn nói còn không nghe. Nghe rồi thì cũng phủ rồi, bồi hồi hoài thiền trở lại bồi hồi sầu bi. Kệ khuyên trần nước đổ lá môn, khắp cùng làng xóm hương thôn, vì không quá thế nên tồn lẽ ngu. Kệ khuyên trần nó kệ giảng của thầy, thầy khuyên ở dưới trần gian đó, ví như cái nước mà đổ lá môn, cái lá môn mà hứng dưới này, nước ở trên đổ xuống một cái chạc rồi chạy một cái rét, thì cái lời của Phật dạy chúng sanh đó, ông ví như nước mà đổ lá môn vậy đó anh chị em, mới là cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước. Thôi tôi cũng xin phép để nói lên những cái việc đó là mình tu thật tu giả, và cái người thật là không có dùng của thế, còn cái người giả là dùng của thế. Mà chính Đức Thầy ám chỉ cho là Đức Thầy nó dạy đạo chánh về thân năm việc. Mà Đức Thầy là tín đồ của Đức Thích Ca Mâu Ni, nấu theo chánh pháp Thích Ca Mâu Ni để dạy cho chúng sanh đây. Đạo vô vi của Phật ăn cần nấu theo chứ Thích Ca ngày trước. Rồi Ngài cũng thừa dân sắc lệnh Thích Ca Mâu Ni. Còn tôi đây bây giờ hôm nay, tôi là người tín đồ Phật giáo, tôi tu học. Có tin thì mới có thành, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tôi tin thầy tôi trọng thầy tôi mến thầy tôi. Thầy tôi kêu gọi, thầy tôi nói là trao thân phận, rạng danh hiếu lễ, thỏa dạ thầy nơi chúng mê rộng. Bây giờ mình là người học trò, mình thương thầy, kính thầy, mến thầy, trọng thầy, là thầy nói mình phải nghe. Mà khi thầy dạy mình á, thì thầy có một cái ý trông đợi và mong mỏi cho tín đồ học hỏi và làm sao là thầy. Thầy mong mỏi lắm chứ. Ở Tây Phương chư Phật cũng trong trời bá tín đủ nhau nên Phật mong mỏi lắm chứ. Thì hôm nay là mình là người tu hành, nếu mình trọng thầy, trọng Phật, nó là kính pháp, thì mình phải tuân thủ cái lời thầy chỉ, thầy dạy, làm theo, để cho thầy ở trên non tiên đó, thầy được thỏa dạ, thầy được hài lòng, thầy được vui vẻ. Phật đối với chúng sanh như một ông cha đối với con trong gia đình mà. Cộng đồng mạng thử nghĩ đi. Bây giờ một đứa con trong gia đình mình nó hiếu thảo, nó lo cho mình bằng mọi cách, nó bảo vệ tài sản của mình, nó giữ danh giá trị của mình. Nó không nó làm cái gì mà cho mình phải buồn phiền, và không làm cái gì cho thất đi cái danh giá trị của cha mẹ. Rồi thử hỏi cha mẹ có thương người đó hay không, thương đứa con đó hay không. Thì Phật đối với chúng sanh như một ông cha đối với một người con ở trong gia đình, Phật chứng như vậy. Còn tôi hôm nay thành thật mà nói, tôi nói đó thì tôi nói tôi nhất tâm, nhưng mà cái sự nhất tâm của tôi đó thành thật mà nói nó còn thiếu, cho nên nó chưa có hẳn. Bây giờ tôi còn thiếu, mà tôi biết tôi thiếu, tôi thiếu mà tôi biết tôi thiếu, chứ không phải mà tôi thiếu mà tôi không biết. Thành ra từ chỗ đó đó Phật cũng tha thứ. Ông Thanh Liên Sĩ ông nói mẹ đấy con sát phàm mang mệnh, không một ai không đến lỗi lầm, có lỗi lầm biết hối nơi tâm là kẻ trí sẽ làm thiên Phật. Thì hôm nay chú YouTube chú trở lại đây, chú thăm tôi và trước thăm sau cũng bàn nói với tôi để cũng bàn bạc hay qua cái giáo lý của Phật, để mình hiểu biết chỗ nào là đúng là sai, là chánh là tà. Thì chú trở chú thăm tôi đó là tôi mang ơn chú rồi, mà chú cũng có nói lên hồi nãy, cũng như có một vị mạnh thường quân nào đó rồi xem cái việc nói của tôi thì cảm thấy tôi nói nó cũng có được hữu lý chút đỉnh rồi, như vậy rồi thương tôi, rồi bị nghe nói tôi nghèo đó rồi cũng muốn giúp cho tôi một số tiền mà chú đem lại đây. Mà tôi có nói với chú là mình bất cứ mình làm cái chuyện gì ở trên thế gian này mà mình có tính cách lợi dụng lấy cái đồng tiền của bá tánh mình làm của mình, đó là cái người không chánh, đó là cái người không chánh. Tôi dám nói mạnh một câu, ngày xưa đó mẹ tôi đau bệnh lâu không có tiền, nghèo khổ, mượn nhà giàu người ta đó, người ta cho mượn liền, ta cho mượn được người ta cho luôn, ta không lấy lợi,
Nhưng mà tôi mượn tôi sợ tôi không có trả liền. Tôi nói trả dài hạn. Mỗi mùa lúa tôi trả 1 triệu. Mượn 15 triệu. Trả 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Có mùa tôi không trả. Nhưng mà trả nhiều không lấy gì hết. Cho tôi luôn. Mà tôi còn không nhận. Thành thật nói cho tôi không nhận. Và làm xã hội đây cũng vậy. Cho tôi không nhận. Bởi vì mình tu, mình phải ráng tuân thủ cái lời thầy dạy, ráng học hỏi, ráng làm theo. Bởi làm theo là chỉ nghe lại gặp ta, lại gặp thầy. Thầy có hẹn như mình ở trên là tiên cảnh, trên ông tiên. Tuy ngày nay xa cách sở tề, sau tề tới gặp nhau Phật cảnh. Nhưng mà mình làm, mình phải làm sao cho thầy được thỏa dạ, thì chừng đó mới gặp cảnh Phật được. Trao thân phận rặn danh hiếu để tỏa dạ thầy nó chúng mê rồng. Thì không có xa đâu. Chị em cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, ráng nhớ đi. Đức Phật là ông Phật. Ông tiên tri cái đời hạ nguyên. Nó sẽ hết. Nhưng mà nó năm nay gần 100 năm rồi. Thì bây giờ những cái biến cố trong trần, trong nước và ngoài nước, nó xảy ra những cảnh khổ của chúng sanh. Phật nói cái gì là có hết cái nấy. Mà bây giờ cũng như là khoa học nó con đẻ của Phật học. Ông Phật ông nói trước, ông nói cả ngàn năm trước, ông năm mấy năm, 700 năm trước, 100 năm trước. Còn khoa học, nó con đẻ của Phật học. Khoa học khi mà nó cái việc mà nó sát một bên, nó thấy rồi nó mới biết, thì nó đã tới một bên. Mà ông Phật ông cho biết là cái cuộc đại tam thế chiến này đó, nó phải nằm vào cái khoảng 2004 và 2005. Mèo lui, rồng tới ba giờ dẫn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng. Hay là mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họa sáo sào rã rời phụ tử máu đào nhậm tuôn. Khắp hoàn cầu có nghĩa là bốn phương, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ nó đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nôi khỏi lửa. Theo khoa học hôm nay đó, là tôi nghe những cái đài mà nó nói về chính trị, về quân sự, những cái tai mà nó nói về quân sự đó, nó tìm hiểu đó. Nó nói là cái cuộc đại tam thế chiến này, mà chiến tranh toàn cầu 24-25 này sẽ diễn ra. Không có cách nào mà cãi gỡ, chống đổ nổi, chống đỡ nổi. Nó. Bởi cho nên Kinh Phật có nói đó, thế cuộc vẫn còn nhiều khói lửa, cảnh tang thương nào dễ hết đâu. Cuộc diễn lưng khắp cả địa cầu, trong nháy mắt á âu gian dậy. Chừng đến diệt lửa đâu cũng cháy, người năm châu cả thải kinh hoàng. Tai nghe đầy những tiếng khóc than, thay người chết làng khang như củi. Việc xảy đến biết đâu may rủi, quả phước do nơi mối giữ lành làm hiền lương, được Phật độ sanh, tạo hung ác yêu tinh cấu xé. Mình làm hiền lương được Phật cho độ, Phật độ cho mình, sau này là mình sống sót, mình còn sống lại cái hậu long qua và cái đời thượng quan sau này. Phật bằng mọi cái phương tiện cứu giúp mình. Ông đó là cái phép mép màu của ông đó. Ông quá phép lạ biết bao, mà kể chính từng mây nhạt trổ tiêu thiều, kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Không có cái cách nào mà cái người tu chính chắn rồi, dù cho ngàn phép yêu ma không có thể nào mãi được. Chứ còn thiếu đạo đức là sát gan cũng chảy nha. Thật thiện lành bới cại không trôi, luật kia đã định sẵn rồi, lành thời tồn lại, giữ thời tiêu tan. Thì hôm nay á, xin phép nói với cộng đồng mạng, hôm nay thì chú YouTube quay tôi mấy bữa trước, hôm nay trở lại thăm tôi, thì tôi cũng xin trao đổi với chú về một phần luận nói nãy giờ đó. Thì cũng xin phép nói với cộng đồng mạng, thì tôi đã nói có nói vừa qua tôi là người quy giáo, nó có điều chi thiếu sót cũng xin là quan hỷ và thông cảm giùm đó. Còn cái phần tiền này đó là chú giúp cho tôi. Mà tôi có nói với chú rồi. Bởi vì ông Phật cũng nói đó, nếu có người nào trên thế gian mà không có dùng của thế đó, thì cái người đó mới chánh. Mà hôm nay ông Phật Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có nói là ngài dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Thì hôm nay là mình theo cái đạo Đức Quỳnh Giáo Chủ là mình theo cái đạo chánh rồi. Mà mình dùng của thế là tất nhiên mình không chánh. Thì nữa làm sao thầy Phật chứng cho mình. Thì thôi bây giờ hôm nay tôi nói với chú đó, bây giờ tôi xin cảm ơn cái chị em đồng đạo nào ở trong nước và ngoài nước mà có hỗ trợ cho tôi. Như vậy là điều này tôi hết sức là mang ơn và cảm kính.
Nhưng mà bây giờ tôi đó thì cuộc sống bây giờ nó cũng tạm ổn, nó cũng sốc được. Sáng cơm chiều cơm, mà Đức Thầy có nói miễn cho đặng ngày hai cơm tẻ, buổi bận hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc không cần tại thế. Thì cho mình miễn cho đặng mình hai cơm tẻ xong rồi có bữa cơm chiều bữa cơm được rồi. Mà tu bây giờ thì cũng được, không sao, giờ nó cũng đủ sống. Bây giờ mấy năm trước còn thiếu nợ chứ giờ thiếu nợ rồi. Rồi bây giờ cái đồng tiền này đó, tôi xin hoàn lại cho chú. Nếu chú đi đó đi đây, cái người nào nghèo khổ, chú nên cho những người đó. Mà theo sự nhận xét của chú thấy thật sự là nghèo khổ, chú nên cho. Chứ ở đây thứ tôi nhận là tôi cũng cho cũng được. Vậy nhưng mà thôi tôi để cho chú đi. Chú đi đó đi đây, chú đi nhiều hơn tôi, rộng rãi hơn tôi. Này, chú ba, cái này cũng như là cái sự của bà chị ở bên nước Mỹ á, là thấy chú ba muốn để 400 ngàn là để cho chú ba đi tiền uống cà phê, nghe nói làm công quả gì ở bên trong bệnh viện á, rồi để giữ đưa chú ba để uống cà phê, chú ba cũng nhận đi chứ cháu thì không có dám nhận lại. Rất mang ơn chị ở chị nào bên Mỹ mà chú YouTube này có nói đây đó. Riêng tôi bây giờ đó thì mấy năm trước tôi còn trẻ, tôi còn 70 trở lại thì tôi nghĩa là tạo tác cái công việc ở trên xã hội bằng mọi cái hình thức, đi núi đi non đi xứ này xứ khơi chứ nọ, lấy thuốc nam đắp đường bầu lộ hoặc giả chặt thuốc nam trồng thuốc nam làm mọi chuyện. Nhưng mà từ khi lớn tuổi năm nay 72 rồi thì không có làm việc nặng được, thì bây giờ làm việc nhẹ, bây giờ phục vụ ở nhà cơm nhà cháo từ thiện ở bệnh viện. Thì giờ vô đó nó cũng không có nặng nề gì, nhưng mà vô đó cũng có cơm của bá tánh mình nấu rồi mình ăn đó, rồi nó cũng không có đói khát gì. Còn tiền của con của mình nó làm chút đỉnh đây nó cũng xài. Cà phê tôi không uống, thuốc tôi không hút, rồi là ăn hàng bất cứ chuyện gì ở ngoài xã hội mà dắt sáng đi ăn không bao giờ mà tôi có đi ăn. Không uống miếng cà phê, rượu một miếng cũng không đếm. Mà lúc mà tôi tu tới bây giờ, tôi nói với anh em đó, là lúc tôi tu tới bây giờ đó, là cái điều thứ nhất mà Đức Thầy cấm đó. Điều thứ nhất là nên uống rượu, cờ bạc, hút áo phiện, chơi bờ, theo đàn điếm. Mấy cái điều này tôi tuyệt đối không có dính mắc một chút xíu nào hết. Bởi nói thêm cái phần này chút xíu nữa. Thôi bây giờ nói cái phần này với chị em mình ở cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước đi. Khi được nghe cái clip của tôi á, nếu có cái sự nhận xét cho tôi là nói nó có cái sự hữu lý về cái phần Phật Pháp, thì chị em xin phép chị em cũng nên hiểu ít nhiều. Và nếu có nhận xét cái lời tôi nói mà cho tôi nói là có cái sự hữu hiệu về Phật Pháp ít nhiều, thì xin chị em ráng mà cố gắng thực hiện theo cái lời Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy. Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài là ông Phật. Bây giờ tiền bạc từ đây sắp tới đó, chị em mà có đó hen, chị em muốn làm phước mà có phước đó, chị em làm mọi cái phương tiện, đắp đường bầu lộ, bắt cầu thiếu nước, cất nhà tình thương, giúp đỡ cho cái kẻ đói nghèo. Chứ đừng có đem tới chùa mà cúng Phật, hay là cất chùa cao Phật lớn tượng cốt hết vàng nữa. Chị em ơi, tôi xin nói chị em bao nhiêu đó thôi. Chị em nên nhận xét chút xíu thôi. Thái tử Di Lặc Ta ngày xưa là vợ đẹp quân cưng, phú hộ tứ hải bốn phương, bỏ tất cả. Mà không phải là nói riêng về thái tử, mà nói chung là đệ tử của Phật, ai cũng vậy, đều xả bỏ hết tất cả, không có ai mà dính mắc. Bởi cho nên mới thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh. Chứ còn tu mà dùng của thế quá, ham của thế quá, ham tiền, ham bạc, ham ăn sung sướng quá là làm sao mà được thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh. Bởi có cõi Phật á, là cái cõi để dành riêng cho cái người tu hành giác ngộ hoàn toàn. Chữ giác là biết, chữ ngộ là chịu nghe lời Phật chỉ Phật dạy, làm theo lời Phật chỉ Phật dạy thì mới đi về cõi Phật chứ. Còn này người mê muội thế gian ham tiền bạc đủ trơn trọi, làm sao mà được về cõi Phật? Muốn về Phật cũng không có chứng. Mà những người ham tiền ham bạc thì họ không muốn đâu. Nếu họ muốn thì họ không có làm lạm dụng tiền bạc của chúng sanh mà làm một cách bất chánh. Đó. Hồi giờ chú còn giờ nói thêm cái phần của tôi chút xíu nữa nè. Rồi tôi nói ở đây đó, thực tế nó có hữu hiệu rõ ràng trước mắt tôi.
là cách đây khoảng chừng 25 năm. Mà nói hiện thực còn sống ở đây hiện bây giờ thì tôi đi vô ở trong nhà bàn đó, cái ngày vía của Đức Phật Thầy Tây An đó, cái ngày di tích của Đức Phật Thầy Tây An tại núi Sam đó, là họ cúng ở tại nhà bàn. Nhưng mà thời kỳ đó đó là cách mạng thành công về mấy chục năm, đâu có cho Phật giáo thịnh hành, đâu có cho cúng kiến gì, bặt khói luôn. Rồi mới có được chừng 2 năm xả ra, nhưng mà xả ra mà xả nhẹ thôi, chúng sanh đi lẻ tẻ lai rai thôi, chứ không có phải mà xả như bây giờ. Thì tôi đang đi với hai đồng đạo, mà hai đồng đạo kia đó hen là tu sĩ không vợ không con, ở cốc rất là đẹp trai. Dòm cái tướng mạo của hai đồng đạo đó, thì mình cũng đáng kính. Còn tôi thì cái người đó có vợ có đứa con, rồi vợ chồng buồn vui không ở nhau nữa, rồi cái tôi coi kinh câu Phật, rồi tôi phát tâm tu tu, rồi tôi không có vợ có con, tới bây giờ có đứa con đó, tôi thấy đó. Thì tôi ở tôi nguyện tu, tôi nguyện cái ngôi tâm bảo Phật pháp tăng dứt ái ân. Chữ ái là ái, là ái tình, chữ ân là cũng như ái, ái và ân là kêu bằng ái tình đó. Không có vợ có con nữa, ở vậy mà tu hành. Thành ra cái chuyến đó là tôi đang đi mà hai đồng đạo kia đáng lẽ là đi trước, là nếu được sự mách bảo của người thì nếu mà hai người đó được mách bảo thì tốt rồi, mà không có mách bảo đi trước tôi khoảng cách chừng 50 thước. Tôi đi đang đi 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 về đây, nói ngay Chí Miên nó có làm sao tôi nói vậy, chứ tôi không có là nói mà để khoe khoang hoặc là khoe danh khoe gì. Tôi đang đi điên gì đó, thấy một ông chú đó tự nhiên ông đứng sừng sững trước mặt tôi, mà tôi đang đi tôi không có thấy bên này đi qua, mà tôi không có thấy bên này đi lợi, mà tôi không có thấy ở trước đi tới, hay là tại tôi dòm xuống mà tôi không thấy làm sao không biết, mà thực tế là tôi không thấy. Đang đi đi cái ông đứng trước mặt tôi sừng sững, thì tôi dựng lại như thế này, thì ổng với tôi cách nhau khoảng chừng 5 tấc, cách nhau khoảng chừng 5 tấc. Thì tôi dòm lên, tôi dòm ngay cái mặt ông chú, ổng lớn tuổi hơn tôi, lúc ổng lớn tuổi tôi độ khoảng 15 tuổi. Tôi dòm lên cái tôi trong bụng tôi tự nghĩ liền, tôi nói bữa nay nó mấy ông nội cán bộ này nó muốn chặn đường làm khó làm dễ gì nó đây. Mà trong lúc đó là tôi để tóc để râu rồi, mà thời kỳ đó là để tóc để râu là rất khó. Cái người tu mà giáo hòa hảo đó được tóc để đâu là rất khó trong cái thời kỳ của cách mạng. Thì tôi vừa có cái ý nghĩ như vậy, tôi ý nghĩ tôi nói bữa nay mấy ông nội cán bộ muốn chặn đường làm khó làm dễ gì nữa đây, thì tôi vừa nói cái trong tâm tôi vừa nghĩ dứt lời, thì ông chú đó ông cất tiếng liền, ông nói là thưa hiền huynh là người tài, ông nói một câu văn đó tôi nhắc lại y thinh. Rồi ông mới dòm qua một bên. Ông dòm qua một bên ông nói. Ông nói một mình ông đứng ông nói thôi. Ông nói cái gì mình nghe không được. Ông nói lù xù một mình ông. Ông nói chừng 1 phút đồng hồ vậy. Ông mới quay ngang cái mặt. Ông kê cái mặt sát cái mặt tôi vậy. Tôi đứng đây ông kê cái mặt qua sát cái mặt tôi. Ông căn dặn. Ông nói ráng cẩn thận dè dặt. Hội Long Hoa gần đến là hẹn gặp. Dặn coi như. Mà Đức Thầy có kêu gọi trở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt á liền nhân, hay là ráng tu kịp hội Long Hoa, kể rồi một kiếp đọa xa muôn đời. Thì ông chú đó ông dặn tôi nhớ tới bây giờ. Mà rồi tôi đi lần trước gặp hai ông bạn là tu sĩ đứng lần trước, hỏi tôi nói bộ ông gặp ba người quen hả? Tôi nói đâu có phải người quen, mấy ông đi lần trước đó, hai ông đi đằng trước có ai mà chặn đường là hỏi han hay nói năng gì ông không? Nói không có. Nói tôi thì tôi gặp con chú này vậy đó. Nãy giờ kể nãy giờ đó, ông chặn đường nói vậy đó. Thì mình cũng biết, đâu có biết được cái chuyện gì mà tâm linh hay tâm gì mình đâu có biết, mình đâu có nghĩ tới. Thì kế lụ hội đó về năm 10 năm sau khi nhớ lại, thì năm 10 năm sau thì hai ông bạn đó ra thế hết trơn, ra thế hết rồi, còn tôi tới bây giờ.
theo như mình nghĩ đó, cặp mắt thần tiên đó, các ngài nhìn người các ngài biết. Ví dụ như tôi đó, cái sự tu của tôi nó còn kéo dài, mà tôi còn non kém yếu ớt hay là thấp hèn gì đây, nhắc nhở giùm cho tôi, biểu tôi ráng giữ gìn, đừng hậu long qua gần đến rồi nó là đừng có để cho nó bị là thất lạc. Còn hai ông kia nó không có kéo dài, bởi vậy nên không có dặn. Rồi mình tôi còn tới bây giờ, mà khi tôi nói qua câu chuyện đó tôi muốn rơi nước mắt. Tôi thương ông chú đó, ông nhắc tôi rõ ràng đó, ông nói ráng cẩn thận dè dặt, hậu long qua gần đến là hẹn gặp. Mà năm nay độ khoảng 25 năm có trên chút định, thì đây không có xa đâu. Đây rồi đó, Đức Thầy có nói đó, đoạn văn mấy đứa trước tôi nói đó, mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập rồi có hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, dù gian tào khác cũng tiêu. Trong chu vi bốn ông thể ở trong ngày xưa Đức Phật Thầy Tây An mà biểu Đức Cố Quảng đi cấm bốn ông thể đó, trong chu vi đó là mấy chục cây số vuông. Ở trong cái chu vi đó sau ngày mà có tiếng sấm nổ rồi có đền đài, có vua chúa, có Phật tiên xuống mở hậu, thì trong chu vi đó hoàn toàn là cảnh tiên hết. Cảnh tiên hết, bởi vì là bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc, hữu duyên khoe màu, hữu dân năm sắc năm màu, kỳ quy nọ phụng lao sao vui mừng, xung dày sấm nổ chuyển lưng, tiễn tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Thì nó có vua rồi cái người hiền mới được thu hút lên tổng á. Còn ở ngoài này đừng có kể, ở ngoài này đó đừng có chuyện nói mà tới. Còn vô trọng nào mới sống, mới ráng tu tâm dưỡng thắng coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh, vô đó đó là mới sống. Còn ở ngoài này, nào là bốn phương có giặc, nào là đất sụp, nào là nước dương, nào là lửa cháy, là ông năm chèo nổi dậy là hổ sang ác, không bày ở ngoài này đó. Thì diễn biến không biết bao lâu thời gian đó, rồi nó mới tiêu diệt. Còn mình ở trọng là an ngàn hiện lên chừng đó xuống dậy là vậy đó. Là tôi nói ở đây là thực sự là nói kinh sách đó. Thôi hôm nay là rút lại cái câu chuyện và chú lên nhận đi rồi đó cho đi người khác. Không, cháu thì cháu không nhận được, cháu chuyển số tiền này cho chú uống cà phê, thì tùy theo quyền của chú. Tôi đâu uống cà phê đâu, tôi đâu uống cà phê. Thì đấy tiền của túi đó mà chú ba muốn cảm nhận, muốn cho ai thì cứ cho, cháu thì không chấp nhận. Bởi cho thì bao nhiêu cũng hết, tôi nói thiệt với chú ha. Mà nếu bây giờ có của mà hôm mà cho đó ha, là chú biết là cả không bao nhiêu mà cho đủ, là gạo hả tiền cũng như cho đủ. Đúng rồi. Mà ý là tôi không có muốn vậy. Tôi muốn cho anh em mình là thực hiện theo cái việc làm của anh em, đi đó đi đây, rồi ai đói ai khổ ai nghèo, anh em nhận xét, anh em biết, anh em thấy đó. Rồi mình từ chỗ đó mình trao đổi, mình đưa qua. Còn tôi thì tôi nếu cho là bao nhiêu cũng không đủ trơn, chứ không phải là nhiêu mà thấm tháp vậy đâu. Nhưng mà thôi bây giờ chú nói vậy chú không nhận, thì thôi bây giờ tôi cũng xin phép nói với cộng đồng mạng, và nói chung là nói riêng là cái chị mà giúp cho tôi 400.000 chú giúp tôi đưa đây, cũng người chị của nhưng mà bên Mỹ, mà tôi cũng là từ cháu hết sức biểu chú để lấy 400.000 này, chú đi đó đi đây, chú quay về ai đói nghèo chú cho nó dễ hơn tôi, mà chú không có nhận. Thì tôi cũng xin là mãn phép để nhận cái số tiền này, rồi tôi để lại đây, rồi một thời gian thỉnh thoảng rồi có ai nghèo tôi cũng giúp cho người khác. Giờ chú không nhận thì biết làm sao giờ. Thì thôi bây giờ tôi cũng xin ngỏ lời cảm ơn tất cả cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước, nói chung và nói riêng là cái chị nào đó giúp cho tôi đây, thì rất là mang ơn nhiều. Mong chị em cũng mạnh khỏe, tốt đẹp, mà ăn phát đạt và tiến bộ lên con đường tu học. Nhưng mà nhớ có một điều á, tiền bạc này để sắp tới nó muốn có phước đó, thì giúp đỡ cho cái nghèo, cả nghèo đói, đắp đường bầu lộ, nghe là cất nhà tình thương, chứ đừng có đem lại các chùa cao Phật lớn nó tưởng cốt hết vàng nữa nghe. Nhưng mà có tiền ráng mà giúp đỡ khá khá đi, chứ đừng có để mà chứa dựa đó rồi cái cuộc mà đại tam thế chiến mà nó tới rồi, ngoài Okina thấy không, nhà cửa gì mất biệt hết trơn, người ta nghĩ chết rủi hết trơn đó, chứ ở ngoài IS chứ là y gì đó chết 20-30 ngàn người đó. Rồi đây sẽ nó còn tới nữa, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Có tiền có của dư động quá, cho khá khá bớt bớt nhiều nhiều đi, chứ đừng có để chứa dựa.
Bởi vì Đức Thầy có kêu gọi những người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước, làm doan cho rồi, để sao có đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết hậu đạo nguôi. Cái câu này không phải nó mới đây, nó có từ xưa giờ. Hồi xưa mà giữa miền Nam Bắc quánh với nhau đó hen, là ba tỉnh miền Tây, Bình Long, Công Tum, An Lộc, Bình Địa trái hết trơn. Mà đó giặt về đâu là trái tới đó, giặt về đâu là trái tới đó. Thì ở ngoài bây giờ cũng vậy, là hiện tượng cái câu mà Đức Thầy nói đó. Thì là để sao có đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết hậu đạo nguôi. Chiến tranh nhà cửa còn đâu, người ta còn không còn, mắc khách lo chạy à, người ta còn không còn. Dạ. Thì bây giờ mình có quá xã dư động rồi, bây giờ mình nói 100 tỷ đi, giờ còn để là 10 tỷ trong nhà cũng được đó, giờ bố thí là 50-60 tỷ đi, giờ nó còn đó, bởi đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữa cất không còn. Đừng quên đằng giúp đỡ người ta chính là dược giúp cho mình đấy. Mình đem mình giúp đỡ cho người ta, cái phước này nó động ở đây, rồi tới ngày hữu sự cái tai nạn này nọ Phật cứu mình, còn mình để mình giữ đây là tới ngày nó mất, cái xác mình cũng mất mà tiền cũng mất, đâu có còn. Yeah. Lấy nghĩa nó vậy, mình giúp thì mình giúp cho đúng người thôi. Dạ đúng cho đúng người. À, đúng cho đúng người là mình tội thêm nữa đó. Dạ dạ, không đúng không được. Dạ, không đúng được này. Mình phải giúp, mình phải xem xét. Dạ. Bây giờ nghĩa là giúp có bằng chứng cụ thể đàng hoàng, ví dụ như mấy chú quay là người nào đó phải ăn kết cho nó rõ rồi nghĩa là mới có thể giúp được. Yeah. Chứ không phải khơi khơi nói nghe người này nói cho tôi 100 ngàn tôi giúp người đó, rồi cho tôi 200 ngàn tôi giúp người kia, đưa khơi 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 là không được nghe. Okay, không biết bao nhiêu mà đủ đâu chú ơi. Bởi vì ông Phật ông nói là 10 người hết 9 người gian. Yeah. Ngoài đời đã chán mà còn lăn vô chùa, ở ngoài đời đó mà còn chán nản, còn không còn gian xảo mà còn vô chùa, còn không ngay thẳng đó. Để hồi mình cũng nhiều người khổ lắm, mà khổ tùy theo cái khổ nghe chú. Dạ, dạ, cái khổ. Yeah. Còn nhiều người đó rồi cũng giả nữa, nhiều người cũng giả giờ nữa. Yeah. Giả giờ để mình đi làm tiền nữa. Yeah. Cái người đó là tội nghiệp lắm. Nhưng mà thôi mới thế này, bây giờ mình cũng đáp ứng nhu cầu, ví dụ như người nào mà có xin mình đáp ứng nhu cầu, mình thấy họ mình thấy mình không vui lòng nó cho ít chút đi. Dạ. Yeah. Vậy đi. Cho mà cho ít. À, mà cũng có người chấn chỉnh nè, cũng có người nghe là biện minh để được chỉnh đốn cái chánh pháp. Nhưng mà đã muộn rồi, muộn. Mà ông Phật, Đức Thầy ông chỉnh rồi mà không nghe. Rồi chúng sanh nói chắc cũng không ai nghe. Yeah. Khó lắm. Giờ em đi đây rồi, em có cái công vụ gần gần đây không, hay là từ bển đi thẳng qua đây? Đi dài chị già mà chạy về đây luôn. Vậy hả? Dạ. Yeah. Ừ. Giờ bây giờ đi về nhà. Giờ đi về. Dạ. Chị nghe chiếu qua về. Thôi bây giờ em không nhận rồi, thôi giờ qua cũng nhận nghe. Dạ, nhà chú ba nhận. Tàng ơi mà. Tờ, nó nhận mà làm cho cái tấm lòng làm vậy, nó sợ lo cái gì không? Nó mà nhận một số tiền mặc dù nó cho là ta lợi mà làm thế nó cũng hồi hộp gì đâu, kỳ lắm. Tôi cái cổ ai đem cho tôi không có vui, tôi đủ ăn đủ sống. Chúng bởi vì cũng trách nhiệm lắm á chú ba. Bởi vì ông Phật đó, ông gieo duyên chúng sanh đó, ông gieo duyên cho chúng sanh tốt phước, là ngày xưa đó ông mà nội mà ông mới thí của đó hen, là nội cái thí của ông đó là ông cũng đủ cái phước đức để mà gieo duyên chúng sanh rồi. Mà khi mà ông vào tu ông thành Phật rồi thì ông đầy đủ công đức, ông có mọi cái khả năng để mà gieo duyên chúng sanh. Còn mình giờ cái thân mình không có rồi, rồi mình ăn của người ta giết mắc nợ mình chết, mình nó chừng nữa là gieo duyên. Đại ca Diếp đó chú thấy không, cái hạnh tích vào số 1 ở trong nước chỉ là thua ông vua thôi, mà còn khi xuất gia rồi đó là cha mẹ qua đời rồi là vợ chồng bàn tán nhau đem của cải cho hết tất cả ở trong nghe là tộc họ, rồi còn nhiêu cho ngoài, đi ra mình không để lợi Phật, để nghe là lợi Phật quy mà tu hành, rồi đi sách bình bát khất thực cho chúng sanh, gieo duyên chúng sanh, nội cái của mà đem cho ở đây rồi là cũng thành Phật rồi, chứ đừng có nói mà tới cái chỗ mà còn mình giờ là cái xác thân của mình ở đây mình không có rầu nữa, mình không có rầu nữa, rồi mình nói mình gieo duyên cái gì, cái phước của mình đây mình tạo cho mình nó là chưa có đầy đủ nữa, mình chưa có hết cái tội nữa. Rồi mình ăn con chúng sanh cho cố xác đây rồi là mình mắc nợ mình chết, mình mắc cái quả mình chết, mình chứ gieo duyên cái gì. Trời ơi chú ơi, bởi phải coi rồi phải nhận cái hiểu lý câu quyền sâu của kẻ cùng này, bởi chứ cùng có Phật có thể chứ chẳng phải có người lãng phí. Gieo duyên là ông Phật, của cải của ông đem cho tất cả, mà khi ông tu ông thành Phật rồi thì ông đầy đủ công đức để mà ông cứu độ chúng sanh bằng mọi cách. Chúng sanh cho ông cái gì ông nhận cái của chúng sanh ở đây là ông đã chứng cho chúng sanh rồi, nhưng mà đâu phải nhận cái của này để làm tư làm riêng gì. Cái của ông hồi trong lúc mà chưa tu mà ông còn phải bố thí, mà
nhận cái của này cũng như là để làm mọi cái phương tiện là chỗ khác giúp đỡ cho người khổ, cũng như Đức Bình Giáo Chủ ngày xưa đó, ngày khi ra đời đó là ngài thường đi với cái chỗ, thường đi lại cái nhà giàu, thường đi lại nhà giàu, rồi tín đồ không biết hơi thắc mắc, hơi nghe lời bình luận, nói sao thầy nhà nghèo thầy ít có lợi quá, thầy lại nhà giàu. Rồi thầy mới nói với tín đồ đó, nói tôi lợi cái nhà giàu, ý nghĩa là tôi lên cái gò, tôi băng vô cái hố. Khi tôi lợi đó tôi thuyết pháp, tôi nói đạo, tôi khuyên lân, tôi nhắc nhở, tôi kêu gọi sức cái đồng tiền, sức của, sức cải, đồng muốn tí cho người nghèo. Chứ đâu phải mà tôi lợi đó mà tôi nịnh như nhà giàu, mà tôi hưởng cái lọc gì. Ông nói ra cho chấn đổ. Cũng như là lên cái gò, cái nhà giàu như cái gò, nhà nghèo như cái hố. Ông lợi đó thường khi, ông lợi đó là ông nói đạo, ông thuyết đạo, ông khuyên lân, nhắc nhở, ông kêu gọi. Ông biểu thì người ta vì chỗ có tình cảm, ông Phật, người ta mến ông Phật đó, rồi ta mới sức khỏe, sức cải, người ta làm. Thì ý nghĩa ông lên cái gò, ông ban cái hố là vậy. Yeah. Là ông giải đáp cho chúng sanh nghe, rồi chúng sanh thắc mắc. Cũng như nói sao mà thầy lợi nhà giàu, không mà nghèo, không có thấy lợi. Nhưng thầy mới là giải trần cái chỗ đó ra đó, cho chúng sanh đừng có tâm nghi ngờ đó. Mà thực tế ý nghĩa nó vậy. Yeah, nói gì là đúng rồi ha chúng ta. À? Nói gì đúng ha. Dạ dạ đó, ý nghĩa nó vậy đó. Là lên cái gò mình trang lên cái gò mình ban xuống. Ban xuống. Dạ. Lấp cái chủng. Dạ. À, nãy giờ còn quay không? Còn đang quay. Dạ hả? Dạ. Thì giờ đang, tôi mình vừa đang nói chuyện. Dạ, giờ tôi cũng xin phép nói với cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, nói chung là nói riêng về chị em mà có cái mạnh thường quân mà giúp đỡ bá tánh nhân loại đó, thì nếu mà có lòng từ bi bác ái, nếu có tiền nhiều cũng ráng mà xuất ra để mà giúp đỡ đi. Mà lấy phước đức để làm thành quách, chống đỡ cơn bỏ táp hải hùng, chúng sanh đang lâm nước cờ cùng, không tu niệm không mong giải nạn. Thiếu phước đức sắc gan cũng chảy, thật hiền lành bới cải không trôi, luật kia đã định sẵn rồi, lành thời tồn lại giữ thời tiêu tan. Đó, bây giờ thôi đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.